mỗi người một thùng, mỗi người 5 cái gạo, rồi mỗi người thêm, mỗi hộ thêm được bột ngọt nè, rồi đường nè, rồi cái gì nữa, bột mì nè, mì là bà chị Lan của con, chị Lan chứ không phải Như Lan nha, chị Lan, con có chị tên Lan trời ơi khổ quá, chứ không phải là cô Như Lan đâu, bao nhiêu năm rồi bây giờ gặp được có còn quen chị Như Lan không? Khổ lắm. Bác Như Lan phải là cô Như Lan. Bây giờ mới con mới biết là có cô Như Lan. Nhưng mà chị con tên Lan khổ quá. Chị con cũng buông bụng mì khổ ghê thế nào. Đời nó có nhiều cái nó lạ lùng lắm. Đó, thì con là Mỹ Lan chứ không phải Như Lan. Đó, là chị tặng. Nhà con là buông bụng mì xưa giờ nên là hôm nay con có tặng cho bà con một cái mì nữa. À, có mì nữa. Rồi, cộng